học tập tốt mỗi ngày. Cuốn tóm lại có cái đồ gì ở trong cặp đưa hết, để tự giới thiệu với tất cả các bạn. Ờ, tên là Thắng Đầu Gấu à. Chào tất cả các em. Chào lại nha, chào tất cả các em. Chào toàn thể các thầy giáo, cô giáo thân yêu. Tớ tự giới thiệu đây, tự giới thiệu với tất cả các bạn. Tớ tên là Thắng Đầu Gấu à. Tớ học rất kém à, 2 năm lên một lớp à. Tớ biết ở trong kia bạn Tiểu Bảo Bảo sắp đi ra, bạn này học cực giỏi, ngồi cạnh tớ không bao giờ cho tớ nhìn vào. Đã thế nha, chấn lột đi. Các bạn có đồng ý chấn lột Tiểu Bảo Bảo không? Hay là tớ cứ trốn vào đây đã. Sao hôm nay đông thế, hôm nay đường đi học về mà các bạn tập trung ở đây đông thế, không biết có cái vụ gì vậy? Hình như có điểm gì chẳng lành đúng không? Thế bây giờ tớ phải đi hướng nào? Hướng này hả? Tớ nghe các bạn một lần. Nhưng mà đường về nhà tớ là đường này. Tớ về đây. Mẹ tớ đang đứng ngoài. Đi đâu? À, tớ phải đi về. Đây có đúng bạn Tiểu Bảo Bảo không các bạn? Không phải á? Nhìn giống ý hả? Nhìn giống lắm cơ. Thì đúng rồi, tớ là Tiểu Bảo Bảo đây. Ngồi cạnh nhau trong lớp mà không nhớ tớ à? Bây giờ trong cặp có cái gì đưa hết rồi này. Cậu biết vì sao không? Vì lúc nãy trong giờ kiểm tra cậu không cho tớ nhìn bài à. Nhưng mà cô nói là không được cho bạn nhìn bài mà cho bạn xem bài là sao các bạn? Là xấu, là hại bạn đúng không? Tớ không muốn làm hại cậu cho nên là tớ... Ơ kìa! Đấy gọi là giúp đỡ bạn bè. Bạn bè không hiểu được bài, cậu phải cho tớ nhìn bài. Đấy mới là giúp đỡ chứ. Tóm lại có cái đồ gì ở trong cặp đưa hết, để hết này. Nhanh! Tớ không làm thế đâu. Nhanh! Quán đọt đến nơi thế này. Tớ không có gì, tớ chỉ có vở bài tập với lại hộp bút thôi. Không biết. Đây là vở. Vượt tỉnh. Vở nữa. Vượt học làm gì cho đầu to mắt cần đúng không? Là sai á? Thế là tốt hay là xấu nhỉ? Không biết là xấu rồi nhưng mà không phải đứng lên mà chống lại mà nghiến răng nghiến lợi. Xin chào tất cả các bạn. Tớ uống nhiều sữa cun và tớ luyện tập
mỗi một ngày tớ bỏ ra 60 phút để tớ luyện tập. Cái thời gian còn lại tớ sẽ giúp đỡ bố mẹ này, ví dụ như là quét nhà, lau nhà, rửa bát, quét sân. Rồi, còn bây giờ thì chị sẽ tặng cho bạn Thắng thế này. Đây, đây là một cái áo phun việt tốt. Mặc cái đó là phải làm cái tốt nha. Mặc áo phun này sẽ thay đổi được tính cách. Với lại còn nữa, nếu như các em cũng làm việc tốt thì các em hãy tặng áo phun việt tốt này. Sau đó đánh dấu những việc tốt của mình làm trên áo phun để mai mốt được nhận thật quà nữa nha. Các bạn ở dưới đây có biết giúp đỡ ba mẹ không? Vậy thì bây giờ các bạn hãy nói cho chị biết là tại sao thời của đố hai cái bạn này đi, tại sao mà chúng ta cần phải biết ơn ba mẹ? Bạn Thắng trả lời. Tớ xin trả lời là vì cô giáo dặn thế. Cái này tớ biết này. Thì ba mẹ nói là phải biết ơn thầy cô. Ôi, thế tại sao mình phải biết ơn bạn bè? Cô giáo cũng bảo và thầy giáo cũng bảo, ba mẹ cũng bảo. Chỉ vì bảo thôi mà mình phải biết ơn. Bây giờ có bạn nào biết tại sao mà chúng ta cần phải biết ơn ba mẹ không? Tại vì ba mẹ đã sinh ra chúng mình. Đúng rồi, ba mẹ rất là vất vả này. Sinh mình ra rồi nuôi lớn mình này, đi làm kiếm tiền cho mình đi học thì mình phải biết ơn ba mẹ. Làm sao mà phải biết ơn thầy cô? Ở trường có một bài hát nói rằng là mời mời bạn thơ hát bài này. Lúc ở nhà mình cũng đã thơ thì đi trường có thấy nhớ mẹ. Và bây giờ thì mời những phần thưởng rất là quý giá để tặng các bạn mà vừa trả lời đúng ở đây, hai bạn ngồi ở trước này. Một câu hỏi tiếp theo là tại sao chúng ta phải biết ơn bạn bè? Em thưa chị là vì bạn bè là người chơi với mình, đồng hành với mình và giúp đỡ mình trong học tập ạ. Vâng lời thầy cô, vâng lời cha mẹ nhá, biết giúp đỡ bạn bè nhá. Thế và yêu môi trường, yêu trái đất, biết ơn trái đất. Chính vì vậy tất cả chúng ta, mỗi người đều có thể nhận được một phần quà của cô. Đây là trái tim của chị Thơ kìa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hơn cùng cô làm việc tốt mỗi ngày nhá. 1, 2, 3. Tớ hứa với tất cả các bạn, hứa với tất cả các thầy giáo, cô giáo, bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ sẽ về chăm chỉ học tập, chăm ngoan làm những việc tốt, giúp gia đình, giúp bạn bè. Và quan trọng nhất là không đi chơi game nữa. Mỗi một ngày học tập xong phải bỏ ra 60 phút để rèn luyện thân thể. Chứ để không để các bạn ấy gọi là thắng heo hay là thắng lợn nữa. Bây giờ tất cả các bạn tặng cho bạn Thắng Cung Ngầu một tràng pháo tay thật lớn. Và cảm ơn bạn Thơ Nguyễn, cảm ơn bạn Tiểu Bảo Bảo. Bây giờ chúng tớ về, chúng tớ ôn bài đây.